Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Minh Anh. Trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn lại các bạn cách để xem được các cái trận bóng của U23 Việt Nam hoặc các cái trận thi đấu của ASEAN 2018 đang tổ chức tại Indonesia. Khi VTC đã mua được bản quyền thì rất đơn giản, thì các bạn sẽ có nhiều cách lựa chọn để xem được những cái tín hiệu từ các cái trận truyền hình trực tiếp từ ASEAN. Để xem thì các bạn có thể dùng smartphone, dùng laptop, dùng TV để xem. Thì trong ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu làm sao các bạn xem được tín hiệu đẹp, led và không có sự lag giật. Đấy, thì trước tiên thì cách thứ nhất là các bạn sử dụng TV. Với các dòng TV 3 inch từ năm 2014 trở lại đây thì đã tích hợp đầu thu kiểu số DVT2. Đấy, tất cả các dòng TV 3 inch, 32 cho đến 100 inch luôn, bán trên tải thị trường Việt Nam thì đều tích hợp đầu thu kiểu số DVT2. Thì các bạn sẽ làm một việc rất đơn giản thôi, là mua một cái tên ngoài trời. Mua một cái tên ngoài trời, sau đó thì cắm vào cho dò kênh. Khi các bạn dò kênh thì nó sẽ ra được tất cả các kênh của đài truyền kiểu số VTC. Có đầy đủ các kênh như VTC1, VTC3, VTC7 đầy đủ hết, để các bạn có thể xem trực tiếp các cái trận có đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Cách thứ hai, đấy, tức là các bạn lắp anten và các bạn cho tiền dò tự động các bạn nhé. Thì sau đó các bạn vào click kênh, các bạn di chuyển tìm đến các kênh VTC3. Đấy, yêu cầu là bắt buộc phải là anten ngoài trời, anten dàn ngoài trời mua khoảng 90.000 thôi. Các bạn lắp vào cổng anten của TV và cho dò kênh. Nếu như các bạn đang dùng các cái đầu hoặc truyền tải cáp hoặc cao cộng hoặc là các cái đầu phát hoặc đầu smart box thì không có anten và không gian của nhà mình không lắp được anten, thì các bạn sẽ phải làm các bước sau để tiếp tục xem và không bị giật mát. Tức là mình sẽ tìm đến những cái ứng dụng có tích hợp cái kênh truyền hình VTC, đặc điểm là VTC3 là sẽ phát các trận có U23 Việt Nam đá. Thì các bạn sẽ là dùng Smart TV hoặc đầu Smart Box hoặc bất cứ ứng dụng nào, bất cứ thiết bị TV nào của hãng nào có ứng dụng FPT Play. Các bạn nhìn này, FPT Play. Các bạn cho kết nối mạng hoặc cắm dây mạng, sau đó thì các bạn truy cập vào ứng dụng, truy cập vào ứng dụng FPT Play để tiến hành xem là các cái trận bóng và không cần phải lắp anten. Đấy, thì cái này phải xem qua mạng, thì để mạng nó ổn định, xem nó không bị giật lag thì mạng phải khỏe, thì các bạn lên cắm mạng dây hoặc là đảm bảo cái tốc độ phát wifi của cái cục phát wifi nhà mình là khỏe. Đây là ứng dụng mình đang khởi động trên một chiếc TV 55 inch của Panasonic. Đây chiếc TV mới. Đây là cái tốc độ khi các bạn truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên thì nó sẽ mất khá là nhiều thời gian như các bạn đang nhìn. Tuy nhiên thì khi mà các bạn kết nối ứng dụng ở nhà hoặc các bạn xem ở trên smartphone, tức là trên điện thoại, các bạn sử dụng điện thoại, các bạn sử dụng điện thoại thì các bạn có thể tải cái ứng dụng FPT Play ở trong kho App Store của Apple hoặc là trên kho CS Play của Samsung. Đấy, kho Android ạ. Đấy, còn với TV tích hợp ứng dụng FPT Play thì là thích nhất, bởi vì là nó vừa có thể bắt wifi và các bạn xem kênh VTCMA qua mạng, nó cũng to đẹp led. Đấy, đấy, các bạn vào và các bạn sẽ di chuyển sang tab kênh thì các bạn nhìn này, có cả VTV luôn. VTV nếu tiếp sóng thì mình xem VTV, còn không thì các bạn xem bằng của VTC. Các bạn kéo hết sang, chắc chắn nó sẽ có các kênh của VTC. Đấy, các bạn nhìn này, VTC3 luôn. Đây, cái này đăng nhập tài khoản các bạn đăng ký bằng số điện thoại thôi, rất đơn giản, không khó khăn gì cả. Thêm một cách là mình xem qua ứng dụng FPT Play. Thứ hai là các bạn có thể dùng YouTube. Các bạn dùng YouTube thì đơn giản thôi, các bạn gõ từ khóa như clip trước mình hướng dẫn là trực tiếp U23 Việt Nam với tên đội đá, thì nó sẽ ra cái clip của các người dùng sử dụng YouTube và tường thuật trực tiếp để các bạn xem. Tuy nhiên xem qua cách này thì hay bị bắt bản quyền và cái tình trạng giật lag là khá là phổ biến. Nên là mình lưu ý tuyệt đối là cố gắng là cắm anten hoặc tìm một chiếc TV có anten cắm vào và xem thôi. Xem qua sóng anten là tốt nhất, nó không bị giật lag và tín hiệu là đẹp nhất. Đấy, thì những cái cách này nó cực kỳ đơn giản rồi.
Tuy nhiên thì để không lắp anten thì chỉ đơn thuần là cái nhà mình TV nhà mình phòng khách, hoặc là các bạn để TV những cái vị trí nó không thể đi được anten thì các bạn sẽ phải xem qua mạng thôi. Xem qua mạng thì tốc độ sẽ chậm hơn so với cả TV gấp nhiều lần, chẳng như các bạn xem qua mạng. Bên hàng xóm xem anten thì ví dụ có bàn thắng thì bên nhà hàng xóm sẽ hét hô trước so với các nhà các bạn. Đấy, đặc thù là như vậy. Thêm một cái cách là đó là cách thứ hai xem qua YouTube. Cách thứ ba thì các bạn có thể sử dụng trình duyệt. Đây, các bạn sử dụng trình duyệt. Nếu TV có trình duyệt thì các bạn có thể sử dụng trình duyệt. Các bạn vào xuânlạc.tv như mình hướng dẫn. Đấy, xuânlạc.tv thôi. Gõ vào địa chỉ trình duyệt web. Đây. Vào đây, sau đó thì các bạn gõ lên thanh địa chỉ của TV Samsung, TV Bala hay TV Sony, LG. Nếu các bạn cứ tìm cái trình duyệt của nó, web browser hoặc internet browser, và các bạn có thể là gõ xuânlạc.tv, kết nối mạng TV đã nhé các bạn nhé. Xuânlạc.tv, xuânlạc.tv. Đấy, xuânlạc.tv, sau đó cho chạy. Nó sẽ loạt. Sẽ phụ thuộc tốc độ nhanh hay chậm, sẽ phụ thuộc vào mạng và wifi. Đấy, các bạn gõ xuânlạc.tv thôi và chỉ duyệt nó sẽ tự động nó loạt ra trang. Đấy, các bạn lưu ý loạt ra trang là các bạn vào phần trực tiếp là các bạn xem được rồi. Đây các bạn nhìn này. Đây xuânlạc.tv. Đấy, các bạn vào phần, các bạn có nhìn thấy chữ xem trực tiếp không ạ? Các bạn kích vào đó. Xem cả ngoại hạng Anh, cả C1, cả La Liga, cả Serie A, cả ASEAN, các bạn có thể xem tại đây. Nhưng mà tốc độ ở đây thì cũng hơi chậm một chút. Nếu mà cái tần số lượt truy cập đông và nhiều thì các bạn xem sẽ rất khó khăn. Ưu tiên là cách số 1 là cắm anten và xem, vậy thôi. Cắm anten rồi ok. Đấy, thì đây là một cái cách, ba cách cơ bản nhất để mình hướng dẫn các bạn để xem được có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Đấy, trực tiếp các bộ môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam. Đây là xem qua mạng các bạn nhé, nếu trong trường hợp các bạn không có tên. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Minh Anh, vì nhờ các bạn ấn đăng ký để tiếp tục theo dõi những clip khác mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng đơn giản. Cảm ơn các bạn.